Rồi ăn sáng nha. À, khoảng 30 phút ha. Tôm rim thịt đậm đà kiểu miền Trung. Đúng rồi, tôm rim thịt. Đây đây, nghe cái tụi nó. Cái này, cái này bẻ ra ha. Bóp ra, em bóp cho nó mềm ra. Là nguyên chùm nãy hả? Hả? Ủa, ăn được không? Không, để em đưa cho mọi người. Em nghĩ được. Được rồi, được rồi, thêm chùm nữa. Nè nè nè, cái này ngon nè. Ngọt quá. Ngọt. Cái này cho Vi nè. Cái này còn tươi tươi nè. Đi, đi vô chọn nó làm nha. Bóp lên nó không đắng á. Em không hứng thú lắm, không có cái kia mọng thôi nhưng mà nó hết trái mất tiêu rồi. Lấp 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 lấp. Ủa chú ơi, con có cháu luôn rồi. À đây đây đây. Đây 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 đây. Đây là chỉ cho. Đây. Nó còn chưa chín lắm chứ còn nó còn xanh nè. Nó còn chú sẽ làm cho nó chín. Dạ. Đây nè, phái phái cho bà nè. Đây. Đúng rồi. Chú ơi. Nè, con ăn này đi. Nãy này nó chưa chín. Ăn đi. Cán chưa bỏ cái vỏ thôi, ăn ruột của chồng. Cái hộp nhai luôn. Đó là ngon. Nãy Vy có tình duyên với vợ. Ủa anh Giang, đợt này hết mận ha anh? Mận, mận không có mùa. Ủa, anh nói anh ở đây, anh nói là quản gia ở đây mà anh ở đây năm rồi mà. Ừ, nhưng mà bữa có mận mà hết rồi. Thế quản gia nào mà chắc bóc vậy không? Ừ. Cứ bạch mặt anh vậy. Quản gia gì bà ở đây còn không biết mận hết là hả anh nữa. Cực lắm. Anh sáng anh là... Anh cực là anh làm gì mà anh không biết mận hết. Em biết là mỗi buổi sáng là anh Giang bắt ra phải cắt cỏ. Phát like vậy chưa? Phát ơi. Xong chưa? Chưa anh. Trời đất ơi. Cái làn da của anh nó phủ hết bao nhiêu công sức của anh luôn em nói thiệt. Hôm nay bây giờ đồ hết rồi, mọi người quay từ những cái tập trước mọi người ăn hết rồi. Giờ xuống không còn gì, còn những cái cây mà lẻ tẻ mà không ai hái á, tí xong mình hái mình ăn á. Mà khách mời nào quay á là chú phải đóng cái cây đó lại dành cho tập này chứ chú để dạy á xong rồi người ta xuống người ta hái hết rồi còn tụi con tới sau là tụi con còn có mấy trái thôi thôi nhỏ không ai ăn cho tụi con ăn. Tụi cô đến có tiền ăn về để 15 triệu. Thấy cái mặt chị lít là thấy thấy là bây giờ đang phải cố gắng tí chơi trò chơi được này. Thấy phần thưởng có vẻ hấp dẫn. Sai rồi gọi gì nữa. Sai rồi, thua rồi. Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Cái đó cái gì đập lên. Mười nữa hả? Sai à, mới chín rồi à. Trước hết giờ à. Em đang cố gắng để diễn cho anh quay thôi chứ thực sự là em bay rất là nhẹ nhàng. Rất là nhẹ nhàng và tinh tế, không có bay mạo lực gì đâu. Bây giờ mình chia ra hai đội. Hai giai đội. Còn chú. Còn chú. Đội là đội đấu hay sao chú? Hả? Đội này đấu với đội kia. Đội này đấu với đội kia, ba người đúng không chú? Đúng rồi. Có nghe rồi. Luôn. Trời ơi. Mạnh kia, mạnh kia. Sao mày bỏ anh? Mày thấy chú mạnh chứ mày bỏ anh. Hả? Em suy nghĩ lại rồi. Hồi nãy đứng nói nhỏ với em tin tưởng anh. Anh cố lên nha. Cái thấy anh đánh xong cái đổi rồi. Đổi đội. Dạ thay đổi rồi. Vậy là mày cũng tay cũng không? Còn trời ơi. Trời ơi. Bước ra đây liền, bước ra đây. Ôi trời ơi. Bước ra đây. Báo quá. Bước ra đây. Rồi con để đâu con muốn. Quá. Trời ơi. Để đó là sao trời? Sẵn tàu vậy em. Để xa không? Xa ra, có đà. Xa ghê. Anh cái đè bé tự nhiên. Ok. Không để vậy cho nó vô vậy vô. Ok. Cái tư tưởng đó là đúng rồi đó. Vậy nè. Đúng rồi. Bắn tìm. Không. Em để vậy thôi chứ để vậy thục quá. Dạ. Để hả nè. Đó. Bắn tim hả? Mình vô. Anh không có chọc em nữa nha. Tôi chọc đâu. Anh kêu vậy. Yeah. Trời ơi.
không có giỡn. Rồi, xuất sắc luôn. Không vô nhưng mà cũng trúng bi rồi. Đúng ok rồi. Tới đầu kia. Ủa, lại mua đắng nữa hả? Thẳng cái này luôn. Trời ơi, thế mà không trúng cái gì. Rồi chú. Chết rồi, đội mình có vẻ là lành ít dữ nhiều. Quá là thuận lợi luôn rồi. Mà phải đánh như vậy từ cuối nha chú. Trời ơi trời. Không, tại vì cái thế nó đang quá là rộng mở rồi. Mở ra nào, mở ra nào. Mở ra nào, mở ra nào. Đó, chạy luôn rồi đó. Chà rồi, giờ bên kia muốn đặt đâu đặt đó. Bên kia muốn đặt đâu đặt đó. Anh phát kìa. Phát. Cái tay để sao? Cái tay để sao? Ấy cái gì vậy trời? Mình tử tế mình vô cái đi. Học tiếng Mỹ coi. Ấy coi chừng nó không vô đó. Ê! Ê! Nó vô nó trắng anh phát. Rồi. Cái nghiệp vậy? Thôi. Lên cho biết chạy lên kia là nó vô à. Tụi cái đại chạy vô đây. Anh ơi, tự nhiên cơ của em nó ghê vậy. Thôi cái cơ tự động hả? Sao tiền em đang để tay vậy cái cơ của em. Trời ơi. Để còn hả? Không đâu. Rồi tới tôi. Rồi. Hãy xem đây. Rồi. Vô. Vy, Vy. Đây nè Vy. 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 Ủa, mà mình chết thì mình thắng gì vậy anh Giang? Ê, canh á, đừng có đánh canh á, đừng có đánh một. Được rồi. Xong rồi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Xong rồi, đứng dậy đi về luôn. Đi về. Em đánh cái cây này chứ chưa đánh cái cục đỏ. Mày đi qua đây đi, không tiếc anh bị chết đó. Chị cũng đặt vị trí nào đặt đi. Giống nè. Rồi. Đến thấy phục lực. Anh thấy em có nghề nha ngon. Tụi em biết chơi mà. Giấu nghề đúng không? Lên mạnh luôn, mạnh luôn hả? Đánh bên đây nè. Ui nhẹ nhàng chứ không đàn cái nào dễ hơn luôn. À, đến ăn nè. Ăn đi. Trời ơi, đây này, chú chị này. Ủa đến đây, đến đây bác anh bác đó. Được chị rồi. Xong rồi tới em rồi tới anh bác đó. Đó. Bên này luôn. Bên này luôn. Lạc cổ lại. Cái 12 đánh không? Lạc cổ. Trời ơi, anh đang dụ mình để lát là anh đánh trái 12. Ừ. Sắc gì trời. 12 dễ hơn, 12 dễ hơn. Thôi đi 12 luôn. Ủa nhưng mà cũng dễ, bây giờ cả hai cái dễ rồi. Không, 12 dễ hơn. Thôi bây giờ đi vào nữa. Cái này trước đi. Bên nhà đất hay gì vậy? Cái này này anh. Không, cái này này khó. Học rồi. Học rồi. Này sao quá. Được, anh làm được, anh làm được. Này sao quá. Thẳng thôi. Này sao quá. Anh làm được. Này sao quá. Rồi. Trời ơi. Mấy ơi. Hai. Ô. Trúng cái trái đó rồi. Tôi đau đớn. Tôi dục ra. Ân ơi, vô. Vô chiến. Trời ơi, mình định đặt đúng không? Được đặt đó. Đúng rồi, chính xác rồi. Đây. Bên này nữa. Qua bên kia. Đây nha. Đây nha. Ơi, còn chơi gì nữa? Tôi để đây chơi gì nữa? Không, ủa sao anh được để? Đúng rồi, đây là không tự vi. Không trúng banh. Ê. 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 Quá đơn giản. Đội tôi thắng. Cái này là mình chơi gọi là thể thao vị trí thôi. Cái ruột nó bỏ vô đây rồi. Bye bye. Thật là giá. Hãy giữ sức khỏe. Bye bye. Cẩn thận nha. Mọi người. Đi. Chơi trò chơi nào là cũng phải nhớ cầu bốn phía nha em. Em tưởng là chơi trò chơi nào cũng phải nhớ ăn gian á. Ở đây là dễ thua lắm. Em phải gọi là có kiên có lành. Yeah. Biết mình nói gì biết. Hôm qua là sau cái khúc em phấn. Hôm qua anh giúp em mà em chưa cảm ơn anh á. Em cảm ơn anh mà. Em cảm ơn từ hôm qua rồi, em đã gấp thịt cho anh ăn buổi tối rồi. Anh đổ mồ hôi luôn xong rồi tối còn đâm chọt anh nữa. Đúng
Rồi, ok, được. Ngon dữ. Con chặt thử không chứ? Không được con, đừng giỡn, chết. Chú sợ. Không được con, giỡn, chết. Chết. À. Ôi, hay nha. Anh Phát biết chặt dừa không anh Phát? Ủa, hôm qua anh Giang chỉ anh rồi. Cụ cái đó lại, chú. Cụ cái ống hút lại. Cho nó gọi là nó ngon. Ngay luôn á chú. Này ướp lạnh uống là đỉnh luôn á. Ngon dữ. Uống đi, lát chú chặt cái khác nữa cho uống cho đã. Này để trong tủ lạnh ha. Nước dừa cũng hai trái dừa lận. Nước dừa đó cực kỳ tốt luôn. Tốt lắm. Cao lên cho nước chảy xuống, cao lên, cao cho dừa lên. Cao cho dừa lên, đúng rồi. Uống cho cô Tám. Ủa? Uống trái dừa xiêm. Uống vô, muốn liệm. Ủa gì vậy? Ủa? Ý là nó ngon đến nỗi mà mình xỉu luôn đó. Nhưng mà anh ngon. Uống chứ sao anh đổ nước dừa đầy đầu anh vậy? Là chứ sợ nó organic để mà nó mình tắm được luôn chứ không phải là, hiểu không? Không. Không, nhưng mà nước dừa tốt nha. Nước dừa mà tắm tốt nha. Trái dừa này màu xanh, uống vô bớt hành chanh. Ngồi ơi, đấy. Ai ai ai. À, quá quá. Tới con. Ủa tới con hả? Trái dừa uống đâu? Nè, cho một trái dừa. Cho một trái dừa. Ê chết rồi. Lo tao kể đi. Câu mày rồi câu tao làm sao ta? Đổ qua trái dừa màu đỏ. Dừa này ngọt nhỉ, mua liền đi mấy tỷ. Hay quá. Dạ. Rồi. Kệ, mua dừa này ngọt nhỉ, uống vô bị vô liền xe. Thôi đi vô, đi vô. Yên nói khùng. Vô con. Sẽ 1, 2, 3, 4, 6 tô. Măng này muốn nấu ngon là phải chế biến chứ phải để về nấu không đâu. Trở về với thiên nhiên, trở về với tuổi thơ, là nơi nào em đã ước mơ. Nature is the